Thưa quý vị, huyện ủy Tiên Phước vừa đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm. Đồng chí Huỳnh Thị Thủy Dung, trưởng ban nhân vật tỉnh ủy đến dự. Trong 9 tháng đầu năm, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền cùng với nhân dân tăng cường sản xuất kinh tế ổn định đời sống nhân dân. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 19.000 tấn, Nhân dân chuyển đổi được 27 hecta đất lúa, đất hoang hóa kém hiệu quả sang trồng cây, hoa màu, cây ăn quả. Đến nay, huyện đã giải ngân 25,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo địa án 03. Nhân dân đăng ký mới phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong năm theo địa án 03 trên 735 hecta với 1.754 mô hình. Tổng đàn gia súc trên 24.000 con, gia cầm hơn 376.000 con, giá trị công nghiệp tiểu thủ ước đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng trên 16% so với năm 2020. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 672 tỷ đồng, chi ngân sách trên 410 tỷ đồng. Hiện toàn huyện đạt 249 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17 trên 79 tiêu chí trên mỗi xã. Có 11 trên 14 xã đã về đích nông thôn mới. Huyện tiếp tục triển khai chương trình ô cốp, mỗi xã một sản phẩm. Hiện có 55 hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn, trong đó có 42 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 9 tháng, huyện ủy kết nạp được 43 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 72% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục cơ bản được giữ vững và có những chuyển biến tích cực. Huyện ủy Tiên Phước cũng vừa trao huy hiệu 55 năm 50 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 cho một số đảng viên trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Minh Thuận, sinh năm 1944, đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Trần Thanh Thu, Nguyễn Thị Duy đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ xã Tiên Kỳ, đảng viên Nguyễn Tiến Sửu sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ, đảng viên Phạm Thị Lan sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ xã Tiên Sơn. Đại diện cho các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Thanh Thu, nguyên bí thư huyện ủy Tiên Phước bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận huy hiệu Đảng. Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng với phẩm chất của người đảng viên, các đồng chí huyện tiếp tục đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của huyện. Thưa quý vị, măng cụt là loại cây ăn quả cao cấp và giá trị kinh tế rất cao, tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc và Mỹ rất lớn. Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, loại cây này thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng vùng trung du tỉnh Quảng Nam và cho quả trái mùa với các vùng trồng măng cụt trọng điểm của cả nước, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân tại Tiên Phước. Măng cụt đang được trồng tập trung phát triển mạnh tại các xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Cảnh, Tiên Sơn và thị trấn Tiên Kỳ. Nhiều chủ vườn có thu nhập cao từ loại cây ăn quả cao cấp này. Tiên Phước là thủ phủ của cây mang cụt xứ Quảng bởi giống măng cụt ở đây thơm ngon nổi tiếng, được ưa chuộng hơn các loại măng cụt bán trên thị trường. Giá dao động từ 80 đến 150.000 đồng trên 1 kg đối với xã Tiên Mỹ nơi đã hình thành vùng chuyên canh cây mang cụt với diện tích trồng hơn 45 ha nhiều vườn đã trồng lâu năm gia đình ông Ngô Minh Hòa ở thôn Trà Lai xã Tiên Mỹ bán trọn gói mang cụt tại vườn cho thương lái thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm mong mỏi rằng à, chính quyền có cấp tạo điều kiện để có thể hỗ trợ thêm cái phần cây giống cho bà con uh, trồng trồng đọt cái diện cái 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 yêu cầu cái kế hoạch đề ra để Nam Tràm, 10 năm sau cái Tiên Mỹ trở thành một cái vùng mà có cái sản lượng lớn, tạo thành cái sản phẩm hàng hóa. Cái vùng sản xuất lớn thì đang tập trung cho Tiên Mỹ, cái hỗ trợ cây vừa rồi là cũng cũng tập trung cho Tiên Mỹ trên 3.200 cây măng cụt ngoài ra thì cái thị trấn Tiên Kỳ, vùng ven của thị trấn vùng đệm của thị trấn Tiên Kỳ và cái Tiên Lộc, Tiên Thọ, uh, Tiên Phong là tất cả, hình thành lên một cái vùng sản xuất cây măng cục. Uh, nó phù hợp với cái rồi bên cạnh đó còn có Tiên Cảnh, Tiên Châu thì cũng tiếp tục là hỗ trợ mạnh cho những dân trồng uh, cái cây măng cục này. Huyện Thiên Phước là địa phương có diện tích mang cụt lớn nhất ở Quảng Nam, tổng diện tích nông dân đang trồng và chăm sóc lên đến 322 hectare. Thực tế, cây mang cụt tiên phước phát triển tốt tại vùng Trung Du này hàng chục năm qua. Những cây có tuổi thọ càng cao, từ 40 trở lên, luôn có năng suất và chất lượng càng ổn định theo từng năm. Năm 2020, sản lượng trái mang cụt tại huyện Tiên Phước ước đạt 200 tấn, doanh thu 30 tỷ đồng. Cây mang cụt đã đem lại cái thay đổi cái đời sống của nhiều hộ gia đình. Trong đó là Tiên Mỹ là một trong những cái xã điển hình về phát triển cây mang cụt và có thể nói rằng là uh, trong thời gian đấy thì huyện sẽ tập trung uh, cho tiên mỹ trở thành một cái xã trọng điểm về cây măng cục uh, đồng thời là tạo ra một cái cơ chế chính sách và uh, phát triển cây măng cục uh, riêng cây măng cục tại tiên mỹ uh, sẽ uh, trái măng cục sẽ trở thành là sản phẩm ưu cốp của huyện trong thời gian đấy qua nhiều đợt khảo sát đánh giá của cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu Mang cụt có thể phát triển phù hợp ở nhiều loại hình đất đai ở các huyện Trung Du miền núi tỉnh Quảng Nam. Khả năng chống chịu với khô hạn mưa bão của cây mang cụt vượt trội so với cây ăn quả khác trong cùng điều kiện thổ nhưỡng. Do vậy, Ủy ban dân tỉnh có chủ trương khuyến khích phát triển loại cây ăn quả cao cấp này theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, trồng xen với các loại cây ăn quả khác gắn liền với cải tạo vườn tạp. Mang cụt là nữ hoàng của trái cây. Giá cả rất là được, thị trường là quá rộng lớn. À, điều này cũng là một điều mà chúng ta cần phải có cái suy nghĩ cùng ng nghiên cứu làm sao nhân rộng cái cây măng cục à, đầu tiên là ở huyện Tiên Phước, sau tiếp theo là ở những huyện mà có thổ nhưỡng à, phù hợp với cây măng cục tại tỉnh quận nào. Loại cây này thích nghi tốt với khí hậu thổ nhưỡng ở nhiều địa phương trong huyện, đặc biệt ít bị gãy đổ khi gió bão, tuổi thọ cao có khả năng sống hơn 100 năm. Từ tín hiệu tích cực này, tỉnh Quảng Nam tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ mở rộng vùng trồng cây mang cụt ra các huyện Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, phấn đấu đưa cây mang cụt thành cây đặc sản của Quảng Nam. Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày vượt sông tranh giải phóng xã tin Lãnh, Tiêm Ngọc, 27 tháng 10 năm 1961, 27 tháng 10 2021, ngày 14 tháng 10 vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tiên Phước cùng Hội Người Cao Tuổi huyện phối hợp với Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước tổ chức thăm khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, ba xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc và Tiên Cẩm. Theo đó, cán bộ hội viên Chữ Thập Đỏ, y bác sĩ Bệnh viện Thái Bình Dương đã trực tiếp tư vấn đo huyết áp khám các bệnh về tiêu hóa, xương khớp, các bệnh ngoài da, các phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, đồng thời cũng tư vấn về chế độ dinh dưỡng, về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn bà con phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đây là hoạt động thường niên do Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện được biết chương trình khám chữa bệnh sẽ tổ chức trong 3 ngày với khoảng 200 người cao tuổi được thăm khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí. Chiều ngày 12 tháng 10, Hội chữ thập đỏ xã Tiên Thọ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 4 nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị thứ 13 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành đại hội đại biểu. Hội chữ thập đỏ xã Tiên Thọ có 10 chi hội với 145 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội chữ thập đỏ xã Tiên Thọ đã vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên 352 triệu đồng, hỗ trợ cho 784 lượt đối tượng nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật, già cả neo đơn. Trong đó, vận động phong trào mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo với số tiền 115 triệu đồng, giúp đỡ thường xuyên cho 23 đối tượng khó khăn, hỗ trợ xây mới 6 ngôi nhà ở, trao 5 con bò giống cho các hộ nghèo với số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ cấp trên cũng hỗ trợ hơn 500 triệu đồng giúp trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Sương và trường Tiểu học Tiên Thọ xây dựng giếng nước, máy bơm nước, máy vi tính và các trang thiết bị dạy học khác. Vận động 132 lượt tình nguyện viên tham gia hiến 105 đơn vị máu. Trong nhiệm kỳ, tổng kinh phí Hội chữ thập đỏ xã Tiên Thọ vận động hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn yếu thế trên địa bàn. Đại hội bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 người, bầu 5 đại biểu dự đại hội chữ thập đỏ huyện thưa quý vị với chức năng nhiệm vụ được giao là thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đáp ứng nhu cầu vốn ưu đại cho nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội huyện tiên phước đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình góp phần giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người dân Nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, trong đó 100% số hộ nghèo cận nghèo và mới thoát nghèo đã được tiếp cận vay vốn để sản xuất kinh doanh, làm vườn, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ được vay vốn đã vượt qua khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 để sản xuất kinh doanh, trả lãi và gốc đúng kỳ hạn cho ngân hàng. Điển hình phải kể đến gia đình anh Đỗ Minh Thám ở xã Tiên Mỹ ngày xưa mới làm thì tôi cũng có ba số vốn của ngân hàng chính sách à, cái rồi lòm mãi cũng nhiều năm rồi nên bây giờ là nội gốc lẻ tôi cũng hoàn trả hết cho ngân hàng nói chung là đời sống gia đình thì cũng đủ tương đối nhờ được triển khai chú đáo quy trình cho vay nhanh gọn chặt chẽ có sự theo dõi động viên thường xuyên từ ngân hàng đến từng tổ vay vốn nên không riêng gia đình anh thám mà hàng nghìn hộ vay vốn trên địa bàn huyện đều sử dụng vốn đúng mục đích phát huy hiệu quả phát triển ở trong uh, duy tiêu rồi là bổ sung thêm cái đất mà trống nữa là trong, uh, trồng trồng giảm cây măng cụt cây sầu riêng cây uh, ca bằng nhiều giải pháp tuyên truyền phối hợp với các địa phương, các hội đoàn thể trong công tác huy động vốn từ dân cư và thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Phước đã huy động được số vốn gần 60 tỷ đồng từ dân cư. Đây là số vốn góp phần cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tam có các buổi sinh hoạt, buổi họp định cầy thì mình có những cái tiên truyền là được cái những cái chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước để mà va để đầu tư vào sản xuất và cái chính là vận động cái ý thức tự lực tự vươn lên của người dân họ mạnh dạn va vốn và đầu tư vào những cái khu vườn rồi những cái mô hình chăn nuôi. Dù có khó khăn do dịch bệnh nhưng ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai đảm bảo các hoạt động tín dụng chính sách, tổ chức giao dịch tại xã đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay đã tập trung giải ngân cho vay được 2.500 lượt khách hàng với số tiền đạt 95 tỷ đồng. Hiện dư nợ đạt 431 tỷ đồng với tổng số hộ còn dư nợ là 8.250 hộ, tăng 16 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ bản thì bà con dân đã giải thực hiện rất là tốt cái mục đích vai vốn để mà phát triển kinh tế đến nay thì cái chất lượng tín dụng được thực hiện rất là đảm bộ bà con vay vốn về là sử dụng rất là hiệu quả trả gốc trả lãi cơ bản là động bộ có yêu cầu chúng tôi rất là mừng thì cái sự phối hợp tốt của các cái ngành đó hội đoàn thể và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn huyện Ninh Phước trong những năm qua nhờ sự vào cuộc đồng bộ và phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể cho nên hoạt động tín dụng của đơn vị được duy trì ổn định qua đó góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trang địa phương tiên phước phát trên sóng đã phát thanh truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.